Play Morning Jess. Done. Now let's go. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi đến Lugin. Sáng mai tụi mình có một cái event. Sáng hôm nay tụi mình sẽ có một event giữa kết hợp giữa No Control và Lugin, thì lát nữa sẽ cho mọi người xem. Yes. Nè, nếu mà trong tháng này á, mọi người có mua bill in-store của No Control Studio thì mọi người sẽ được một voucher giảm giá 20% tại Lugin nha mọi người. Yes. Tiên đã tới Lugin rồi. Hôm nay test cho mình luôn, sẽ có hai người nào mọi người. Ở dưới cái logo của Nokia có kiểu mì ý là xong rồi soda rồi dessert luôn hết thịt của mình. Cái này là cái gì? Yakun. Soda đó là cái vị soda vị hoa anh đào á mọi người, soda vải hoa anh đào rất là ngon. Cái menu hàng đầu này nhìn nó cũng rất là dễ thương á mọi người. Rất là kiểu hồng. Nếu mà mọi người muốn thử Sakura Mon thì hãy cũng qua bên Lugin nha. Yeah. Hôm nay là mình ăn với Nguyên nữa nha mọi người đó. Hi. Dạ nha, hôm nay là cái này là quà tặng cho Nguyên. Cái áo với lại cái túi đó. Mình Tiên có gọi cái menu mới là cái mì với lại trứng cá tuyết. Tiên gọi cái vô đây gọi cơm tấm mọi người. Cơm tấm Lugin ngon mà. Ngon. Ok, thì tụi mình đi Lugin về và bây giờ Tiên đang ở văn phòng. Và Tiên vừa mới livestream xong, rất là mệt rồi. Nói hết nổi luôn rồi, bây giờ Tiên sẽ xuống xem mấy bạn có đơn sao nha. Tiên hiện tại đang ở văn phòng. Và ngày hôm nay thì Tiên có rất là nhiều việc để làm. Tiên đang livestream, Tiên đang vlog nữa nè mọi người. Say hi. Đâu rồi? Bây giờ là 5 giờ. Ok, đang đổ. Bây giờ tụi mình đang ăn trưa mọi người. Đang ăn bánh ướt thịt nướng nha mọi người. Xem nào. Good morning. Ngày hôm nay là chủ nhật và tụi mình vừa mới dạy xong rồi tối hôm qua đi quẩy. Bây giờ là kiểu bị tiền đình nữa mọi người. Nhưng mà bây giờ tại vì hôm nay Tiên có rất là nhiều việc phải đi, cho nên là bây giờ mình sẽ đi công việc một chút, sau đó thì Tiên sẽ về nhà mẹ và ăn cơm nha. Hôm nay 순간 분위기가 심장이 뛰고 있네. 아무 생각 안. Tiên với Kyle vừa mới đi rửa xe xong và bây giờ Tiên đang ở store để xem mấy bạn làm việc một chút để Tiên show cho mọi người xem cái new collection của Her nha mọi người. Đồ rất là đẹp luôn á. Đó, mình sẽ có cái đầm hoa này nè. Xinh nha. Rồi một cái đầm hoa nữa ôm body đó. Rồi tiếp theo là cái áo màu xanh này nè mọi người, xinh nha. Đó. Xong rồi cái áo trắng. Áo trắng này. Rồi. Xong rồi cái quần short taffeta. Rồi xong rồi cái váy, cái skirt. Đây. Cái này chưa cột nơ, để Tiên coi cho mọi người coi cái này. Đây. Đó, rất là xinh luôn, low waist nha mọi người. Và một cái set rất là đẹp. Áo có nơ nè, thấy không? Nơ cột nè mọi người. Với lại cái quần. Đây mọi người. Đó, mọi người có thể tới store thử nha. Thì tụi mình còn rất là nhiều đồ khác nữa, xinh lắm. Đó, mọi người có thể tới store xem thử nha. Còn bên này là sẽ sale đến cuối tháng 4, nên là mọi người hãy đến và xem thử đồ nha. Good morning. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Và hôm nay Tiên ở nhà làm việc. Còn Kyle thì đã đi làm rồi mọi người à. Hôm nay thì hơi lười một chút nên là ở nhà làm việc thôi. Tại vì sáng dậy kiểu bị mệt á, nên là chiều nay thì Tiên có họp với lại nhân viên của Tiên. Nhân viên Tiên sẽ qua đây. Qua nhà Tiên họp xong rồi
hôm nay mình cũng không làm gì hết, chỉ ở nhà chill thôi và làm việc thôi. Trong tuần này thì Tiên có một cái shooting thứ tư này của Ono, thì Tiên sẽ quay cho mọi người xem nè. Việc xong Starbucks thì đi nghe đi ra trên đường về cái bên cũng có một cái quán thì vô anh thử nhưng thấy cũng có vẻ ok. Chào mọi người ơi, mọi người cái này một, cái này là người ta nói là mình ăn được hai người á mọi người, mọi người nhìn cái chảo là tôi ăn thế mà em bé thì rất tiền hết luôn á. Huh?